Chi phí leo thang và giá nguyên liệu tăng vọt trong khi giá gạo xuất khẩu lao dốc có thể khiến các doanh nghiệp vào nguy cơ thua lỗ những tháng cuối năm. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp nên linh hoạt điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong xuất khẩu. Dự kiến Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 7,4 triệu tấn gạo trong năm 2024, giảm 9% so với năm 2023. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu 5,18 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 3,27 tỷ đô la Mỹ.